Hello, xin chào tất cả các anh em nha. Thì hôm nay mình về buổi trưa cho nên là mình cũng quay cá cho anh em xem luôn. Đây, cái dàn cá của mình. Hiện tại thì nó có rất là nhiều con cá sung. Hôm qua thì mình nói để dành mấy con này để bán lại các bạn. Mà cái chú kia ông nói ông lại không được rồi. Nên là ông cũng không lấy không được. Thì bây giờ bạn nào cần thì cứ inbox mình nha. Hiện tại là mình đang còn những em cá to này. Đấy. Mình thấy dở ra không? Dở ra là cá nó gì đấy. Rồi, quá đẹp. Đẹp không các bạn? Nói chung là mấy con cá này nó mình dở ra là nó phùng như vậy thôi. Không phải gọi là đẹp. Bọt thì rất là nhiều, con nào cũng có bọt hết. Con nào cũng sung hết. Con đó là đây. Con nào? Gà ha. Đây, bạn nào cần inbox thì nhắn tin cho mình. Không rồi kết bạn ngay qua Zalo là 0377082821 nha các bạn. Đây mình có con cá này giống như con cá bạch kim vậy đó. Không, con cá gì ta? Con cá nó tót lên cái vàng vàng á các bạn. Mình không biết cái loại nó là kêu bằng loại gì nữa. Dãy nó rất là nhỏ nha, dãy mấy con cá của mình nó nhỏ, chứ nó không có to rồi. Đây. Rất là đẹp. Đây là con cá, hai con cá nó bị cục đuôi. Con bị mất cái đuôi với dương còn bị rách đuôi các bạn. Nói chung là mấy con cá này mình xúc về mình cũng đâu có phải mà biết nó bị gì đâu. Mình phải lên keo mình coi kỹ là mình mới biết nó bị gì. Trời, con cá nó đẹp hả? Xuất sắc luôn. Nhìn cái màu sắc nó đẹp không? Quá là đẹp luôn á. Cái màu sắc nó rất là đẹp đúng không các bạn? Con cá này là size nhỏ. Mấy con size nhỏ này cái màu nó đẹp hơn mấy con size ba lớn luôn các bạn. Nói thiệt á, con cá càng lớn như là cái nó mất cái form cá rồi các bạn. Nó không còn đẹp nữa. Con cá mà mình bán mà mấy con cá mà size to chứ cũng lộ mấy cá đó là cái form nó hết đẹp. Có mấy con cá nhỏ này nhìn nó đẹp lắm. Thấy không? Các bạn nhìn cá màu sắc đồ này kia đẹp ghê không? Đó. Rất là đẹp. Còn mấy em trên đây là mấy em 30k này. Còn mấy em ở dưới là 20k. Bạn nào mua 5 con trên 5 con á thì mình sẽ tặng cho bạn một con. Một con là con này nè. Con này là con cá nhỏ của mình ấy. Con mà nói bạn là đẹp ấy, con này nè. Đó. Con mình cảm thấy là nó rất là đẹp luôn á. Tại vì thì mình nó thuộc dạng size nhỏ cho nên lấy giờ bán 15.000. Thì này mình tặng coi như là hỗ trợ tiền ship cho bạn, hỗ trợ ít tiền ship luôn. Ok không? Đấy, thì mình có bao nhiêu con cá đây. Bạn nào xem, bạn nào thích thì cứ inbox cho mình nha. Cá của mình rất là đẹp. Về các bạn coi lại. Coi trước khi nhận hàng nha các bạn. Mình sợ là mình gửi đi nó có trục trặc gì, nó có bị mất mạng thì các bạn cứ trả lại cho mình. Không có gì hết. Đấy, rất là đẹp. Cá này rất là đẹp luôn á. Cá mình là trên đây là size to đó nha, size bự á. Để chủ nhật mình thử ép hai con các bạn, mình có bán cá mái nữa. Mình có cá mái nữa để mình ép thử coi nó có sinh sản được không? Mình nhân giống nó được không? Nhân giống nó được thì mình sẽ nhân giống nó ra. Được thì mình sẽ thả nó đi về với tự nhiên một mớ các bạn. Đây, tại vì bây giờ cá ly thi đồng rất là ít, rất là hiếm. Thì mình kiếm là mới tìm được có một chỗ à. Một chỗ đó có các bạn. Còn mấy chỗ khác thì mình đi kiếm mà không có. Đây, cứ lại sùng luôn thấy không? Mới dở ra. Phùng kịch. Không có dịnh được. Còn mấy em ở đây là lên... gì ta kiểu bọt thì thả ra cho một đống gì đó mà lâu lâu phùng lên cái. Còn mấy em ở đây rất là sung,
Nói chung là mấy con trên đây là nó sung cực kỳ luôn, sung cực kỳ sung luôn. Đây bạn xem kỹ nha, đó mấy con này thì mình không dám cho sổ mà không dám cho mấy con cá nó sổ các bạn, sổ hư cá. Cá này mình cũng không dám cả cam đoan là các bạn đá độ được nha, tại vì cá thi đồng mà có con đá hơn 30 phút 40 phút, có con đá 5-7 phút thì nó chạy rồi, mình sao mình cam đoan được với các bạn được. Đâu phải con nào về mình cũng test mình bán cho các bạn được đâu. Nói chung là như vậy, bạn nào muốn bắt về nuôi kiển hay là muốn đá độ cũng được, các bạn đá nhưng mà mình không đảm bảo về chất lượng cá nha. Đây tùy theo con, tùy theo máu nữa các bạn, không phải con nào nó cũng đá như con nào đâu. Có con mình thấy đá hay mình giới thiệu cho bạn, người con nào con mình đá hay quá đá hoài đó không chạy, thì có con bạn về quá về nó gặp con cá đá hay hơn nó nữa, nó sắn tịch hơn thì nó vô, thì nó sắn vài cái mà nó quá trời tịch rồi thì nó phải chạy thôi. Nói chung là như vậy, cá này là cá đồng mình chứ đâu phải là cá mình lai ra đâu. Mình lai ra thì mình có thể biết được cái giống cá nó hay, mình lai cá ra thì nó đá nó đảm bảo hơn. Đây mình có nuôi một con cá bay chầu nữa các bạn, đỉnh cao luôn. Bạn nào mua cá bay chầu thì hãy liên hệ với mình luôn nha, mình sẽ xúc về bán cho các bạn luôn. Mấy cá này làm cảnh cũng khá là ok. Đây còn cá lê thê của mình là rất là đẹp, rất là đẹp. Nói chung là nó sung hết khoảng là 9/9 này, nó còn 1-2 con nó không sung nữa. Đây thì thông qua cái phần giới thiệu của mình, mà các bạn nào muốn mua thì cứ liên hệ mình, số điện thoại là 0770728821, cũng như là có thể kết bạn Zalo với số đó luôn. Đây luôn, nếu mà mình không có cá thì mình sẽ hẹn lại các bạn lại chủ nhật để mình đi xúc về, mình lên keo mình quay lại cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video nha, bye bye, hẹn gặp lại các bạn những clip sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Đây cá rất là đẹp.